Phần thầy thì học về hàm số y bằng ax bình a không, thì đối với hàm số y bằng ax bình thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, hoặc một là a dương thì cái đồ thị nó quay lên trên này. Đấy, nó quay lên trên. Còn nếu a âm thì đồ thị nó quay xuống dưới, tức là giống như cốc úp xuống dưới. Và tính đồng biến nghịch thì này, tính đồng biến nghịch biến thì em quan sát này, thuộc vào dấu của a và lúc nào nó cũng có cả đồng biến lẫn nghịch biến, nó khác hẳn so với hàm thứ nhất. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập dạng 1 là tính giá trị đây. Với bài tập 1 này em thấy như sau. Thì A x nhận các giá trị là âm âm 2 thì tôi có y f âm 2 bằng âm 2 nhân x bình tức là âm 2 bình phương này bằng âm 8 f0 không này, f0 thì bằng âm 2 nhân với 0 bình phương 0. Và cuối cùng là f3 trừ đi 2 căn 2 bằng âm 2 nhân 3 trừ đi 2 căn 2 bằng, em phá ngoặc ra, âm 2 này là nhân với 9 trừ đi 12 căn 2 8, kết quả sẽ bằng 9 cộng 8 17, 17 nhân âm 2 là âm 34 cộng 4 căn 2. Rồi. B FA FA bằng trừ 10 cộng 4 căn 6 tương đương đương với lại FA chính là âm 2 A bình thay với FX mà bằng âm 10 cộng 4 căn 6. Bây giờ chia cả hai vế cho âm 2 thì A bình phương bằng 5 trừ đi 2 căn 6 5 trừ đi 2 căn 6 sẽ bằng a bình sẽ bằng đây là căn 3 trừ căn 2 cả bình phương. Như vậy a sẽ có hai trường hợp, a sẽ bằng 3 trừ căn 2, a sẽ bằng a trừ căn 3 trừ căn 2 hoặc là căn 2 trừ căn 3, hai giá trị tương đương. IC tìm điều kiện của B, biết FB lớn hơn bằng 4B cộng 6. IC này, FB lớn hơn bằng 4B cộng 6 tương đương với FB chính là âm 2 B bình
lớn hơn là bằng 4b cộng 6. Chúng ta chia cả hai vế đi, sau đó chuyển vế. Chia cả hai vế cho hai rồi chuyển sang bên phải hết đi. B cộng 2b cộng 3 nhỏ hơn bằng 0. Này thì nghe có vẻ vô lý đấy. B bình cộng 2b cộng 1 cộng 2 nhỏ hơn bằng 0. B cộng 1 chỗ này đặt là 1 đi. 1 vô lý. Vì B cộng 1 luôn lớn bằng 0. 2 lớn 0. Một anh lớn 0, một anh nhỏ lớn dương, một anh không âm, cộng lại không thể âm được. Cho nên vô lý suy ra là B thực rỗng, không tồn tại. B rỗng. Là bài tập 1. Rồi chúng ta sẽ làm bài tập số 2 này. Bài số 2. Tìm giá trị của hàm số khi x nhận các giá trị. Đấy, làm nốt này này. Xong chuyển ra khác. Thì A. X nhận giá trị 3 là âm 3. Âm 3. 3 nhân âm 3 bình phương. 27. F. F2 gần 2 thì bằng 3 nhân 2 căn 2 cả bình phương. 2 căn 2 tất cả bình phương chính là 8. 8 nhân 3 là 24. Và cuối cùng F1 trừ đi 2 căn 3 3 nhân với 1 trừ đi 4 căn 3 12. Kết quả là 13 nhân 3 là 39 trừ đi 12 căn 3. B FA bằng 12 cộng 6 căn 3. Đây chúng ta thay số vào 3 nhân A bình 12 cộng 6 căn 3 đương ra đây. Chia cả hai vế cho 3 thì A bình phương bằng 4 cộng 2 căn 3. A bình phương sẽ bằng này là căn 3 cộng 1. Như vậy A sẽ có hai giá trị. A bằng căn 3 cộng 1. Hoặc là A sẽ bằng trừ căn 3 trừ đi 1. Thì A B. C chắc cũng tương tự thôi. FB lớn bằng 6B 12 tương đương B là 3 B bình lớn bằng 6B
12. Tương đương b bình phương trừ 2b trừ 4 lớn bằng 0. Ta chia cả 2b cho 3 vào. Tương đương b bình trừ 2b cộng 1 này sẽ lớn hơn bằng 5. Lớn bằng 5. Tương đương b trừ 1 lớn hơn bằng 5. Như vậy sẽ hai tình huống b trừ 1 sẽ lớn hơn bằng căn 5. Lớn hẳn bé thì bé hẳn b trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng trừ căn 5. B lớn hơn bằng căn 5 cộng 1. B nhỏ hơn hoặc bằng trừ căn 5 cộng 1. Xét tính đồng biến nghịch biến thì phương pháp giải là có hai trường hợp A âm và A dương. Và ta sẽ làm một số ví dụ như sau. Phương pháp từ trên. Ví dụ. Xét tính đồng biến nghịch biến của các hàm số sau. Xét tính đồng biến. Đồng biến nha. A y bằng 5x bình y b y bằng âm 7x bình c y bằng âm 2x bình. Đó. Sau đấy chúng ta dựa ngay với câu này thôi để nguyên si câu này thì A này. Thì A vì A bằng 5 5 lớn không này nó rơi vào tình huống này rồi suy ra hàm số đồng biến khi x lớn không đây đồng biến khi x lớn không đây viết câu này và nghịch biến khi x nhỏ không đây viết hai câu này vào hàm số nghịch biến khi x nhỏ hơn không vậy thôi y b thì lại rơi vào tình huống dưới vì a bằng âm 7 nhỏ hơn không suy ra cũng hàm số đồng biến khi đồng biến khi x nhỏ hơn không hàm số nghịch biến khi x lớn không nó ngược lại bên trên một chút y c vì a bằng âm căn 2 nhỏ hơn không nó rơi vào tình huống này thôi tiếp lại quy si pop cái câu âm như thôi tất cả câu âm như nhau các câu dương như nhau đó để ra bài tập này thì các em sẽ cũng áp dụng như bên trên mà thôi y an
Hàm số đồng biến. Đồng biến với mọi x nhỏ hơn 0 tương đương với 3m cộng 2 là cái hệ số A này, cùng chiều với lý x nhỏ hơn 0. Cùng chiều bao giờ nó đồng biến, ngược chiều thì bao giờ nó nghịch biến. 3m nhỏ hơn 2, m nhỏ hơn âm 2 phần 3 thôi. Ý B là vậy, m nhỏ hơn âm 2 phần 3. Hàm số nghịch biến với mọi x, với mọi x cũng nhỏ hơn 0. Nghịch biến thì nó phải ngược lại với lị dấu của A. A với x ngược ngược chiều. 3m lớn không? 3m lớn âm 2, m lớn hơn âm 2 phần 3. Vậy m lớn hơn âm 2 phần 3. Ý C đạt giá trị nhỏ nhất là 0. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất. Không. Muốn đạt giá trị nhỏ nhất thì hàm số nó phải quay lên. Mà quay lên thì là hệ số A nó phải dương. 3m cộng 2 lớn 0. M lớn hơn âm 2 phần 3. Còn ý D lớn nhất thì là quay xuống. Hàm số đạt giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất là 0. Tương đương với 3M cộng 2 thì âm. Đó. Chuyển sang bài số 2. Quy thì nói thế nào? Cái bước này là hàm số nghịch biến với mọi x lớn 0 tương đương với 3m trừ 4 nhỏ hơn 0 tương đương với m nhỏ hơn 4 phần 3. 3m trừ 4 nhỏ hơn 0. Vâng. Rồi. Rồi. Vậy kết luận là B hiệp nào. Thưa thầy là hàm số đồng biến với mọi x lớn hơn 0 thì suy ra được rằng là 3m trừ 4 lớn hơn 0 thì suy ra m lớn hơn 4 phần 3. Rồi. C. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 0. Khi mà chỉ khi gì? Ba m trừ 4 nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 nó sẽ là có gì lớn nhất? Ý D. Giá trị nhỏ nhất là 0. Khi chỉ khi 3m trừ 4 lớn 0. Vậy bốn phần ba. Rồi A như sau. Ta thấy
A bằng trừ M bình trừ 2M bình trừ 3 bình trừ M bình bình cộng 2M cộng 1 bình cộng 2 bình ở đây trừ bình 2 bình bằng bình bình trừ M cộng bình 1 cạnh phương trừ 2 do M cộng 1 cả bình phương lớn bằng 0 với mọi x đó là với mọi m. Suy ra A chắc chắn nhỏ hơn 0 rồi. Với mọi m. Vì nó âm là cần trừ 2 nữa càng âm. Mà A âm thì hàm số luôn nghịch biến như này và nó đồng biến như này thôi. Suy ra hàm số trừ m bình y bằng trừ 2m trừ 3 x bình đồng biến khi x lớn không, x nhỏ hơn không nghịch biến khi x lớn không. Tính chất của hàm số A âm B tìm m để khi x bằng 1 phần 2 hoặc x bằng âm 1 phần 2 thì y bằng âm 11 phần 4. Trường hợp 1 Z với x bằng 1 phần 2 thì y bằng âm 11 phần 4. Ta có thay vào thôi trừ 11 phần 4 là y sẽ bằng trừ m bình trừ 2m trừ 3 nhân x bình 1 phần 2 tất cả bình lại phương trình này thôi đường âm 11 phần 4 bằng trừ m bình trừ 2m trừ 3 nhân 1 phần 4 bỏ cái 1 phần 4 đi và bỏ dấu âm đi thì m bình cộng 2m cộng 3 bằng 11. Chúng ta chuyển vế đi 11 thì như là trừ 8 bằng 0 đường cái này là m phân tích thì nhân tử hướng được phân tích thì nhân tử là m bình đây chính là m cộng 1 cộng 1 thì phải trừ 9 thì bằng 9. Trên đường M cộng 1 sẽ bằng 3. M cộng 1 sẽ bằng âm 3. M bằng 2. M bằng âm 4. 2M bằng 4. Vậy thì x bằng 1 phần 2 mà y bằng này thì có hai giá trị vậy thì lằng nhằng một chút nữa là lại vẫn phải thỏa mãn x bằng âm 1 phần 2 cơ rồi vậy x bằng vì cái hàm số này là hàm bậc 2 cho nên x bằng 1 phần 2 với x bằng âm 1 phần 2 thì cũng như nhau mà thôi rồi. Mà hàm số mà x bằng 1 phần 2 y x âm 1 phần 2 thì y nhận một giá trị là chắc chắn đây là một giá trị đây là âm 11 phần 4
nên là vậy m nó sẽ thuộc 2 âm 4. Rồi. Hàm số đồng biến để hàm số đồng biến khi x lớn 0 và hàm số nghịch biến khi x nhỏ 0 thì ta làm cho mình loạn xã lên nhưng mà tương đương với a dương thôi 2m trừ 3 trừ 2 lớn 0. Đấy là cứ đồng biến với lại dấu của a dấu của x là trùng nhau tương đương. Bán điều kiện. Bán điều kiện này, điều kiện xác định này. Đấy. Vậy. Lớn hơn 7 phần 2 là giá trị cần tìm. Bây giờ chúng ta sang một dạng nữa là dạng vẽ đồ thị hàm số. Vẽ đồ thị thì chúng ta chỉ cần vẽ như thế này. Chúng ta vẽ đồ thị hàm số y bằng 2x bình. Vẽ lên một lượt. Cố gắng vẽ lấy hai đồ thị, đồ thị âm a âm và một đồ thị a dương. Đó. Thì mà để vẽ cái hàm số này, đồ thị hàm số này thì chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Ta có bảng sau. Chúng ta lấy 5 đến 7 điểm. Như bài này mà lấy từ 5 đến 7 điểm. X y bằng 2 bình âm 2 âm 1 0 1 và 2 này là 8 1 là 8 2 0 2 8 ta có đồ thị sau. Vẽ như thế này. Trước tết các em phải vẽ một cái trục tọa độ thật chuẩn. Một cái trục đồ thị thật chuẩn. Ở đây cao lên 8, 9. Đây là trục mày trục tọa độ x là y x là âm 2 y là 8 âm 2 với 2 thì y đều cao lên 8 âm 2 này cao 8 này
2 cũng cao lên 8. Như vậy đây là số 8. Đây là số 2. Số 1. Âm 2. Âm 1 đây. Đây là số 3. Đây là âm 3. Tiếp âm 1 và 1 thì cao lên 2. Nét chấm nha. Âm 1 đến 1 là cao lên 2. Số 0 thì ở chính giữa đây rồi. Như vậy thì các em thấy đồ thị nó sẽ đi qua 5 cái điểm chính này. 5 cái điểm chính này. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Cứ thu dần lại. Các em hình dung là nó hình chữ V như thế này rồi này. Đấy, hình chữ V rồi đấy. Và chúng ta phải nối thật đẹp nó lại với nhau. Nối thật đẹp nha. Ta lấy bút chì chúng ta vẽ. Trước hết là vẽ tùy các em, nhưng mà vẽ cái đằng dưới này trước. Đang phải vẽ nét đứt từ từ. Vừa rồi đây. Lấy bút chì chúng ta vẽ thật từ từ. Mình sẽ được đồ thị như lúc này. Vẽ trên này hơi khó hơn vẽ ở giấy. Các em lấy bút chì xong rồi là bút chì mò mò đi. Lướt từ từ. Đấy, xong rồi chúng ta tẩy dần đi. Đây chính là đồ thị hàm số. Là âm 2. Một, không, một, hai. Bỏ cái ô quy định được. Cái này thay vào đây thì sẽ được là
6 âm 3 phần 2 0 âm 3 phần 2 âm 6 có đồ thị âm số. Đồ thị chúng ta phải vẽ cái đồ thị gì vào. X, Y, O đây. 1, 2, 3. Âm 1, âm 2, hơi bé. Âm 3 đây. Đây số 0. X bằng âm 2 thì Y bằng âm 6. Âm 2, âm 6. 6 đây. Chỗ này. Thì 2 cũng 6, âm 6. Cắt ngang ra đường nhân đứt nhá. À, âm 1 rưỡi. 1 rưỡi thì 2 đây, 1 rưỡi thì giữa 1 và 2. Như vậy chúng ta có 5 cái điểm chính. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ba, bốn rất đối xứng. Ta nối lại, vẽ bên trên trước. Vẽ từ từ. Vẽ trên máy thì bao giờ nó không xoay vở được, nó không vận theo cái ngón tay, cho nên chúng ta phải có cái bút chì. Bản chất đồ thị chính là rất nhiều điểm tập hợp lại với nhau, cho nên chúng ta càng lấy chấm nhiều điểm thì nó càng đẹp. Trên thực tế chúng ta vẽ như vậy, chứ còn vẽ bằng máy, vẽ bằng đấy thì nó đẹp rồi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta muốn vẽ bằng bút thì chúng ta phải vẽ thật từ tốn. Đấy. Chúng em nối liền nó lại, nó thành cái đồ thị thôi. Đây là âm 6. Âm 6.